Vào một ngày, cô gái tên Haruka đây đã tìm đến nhà của men chúng ta là Saito. Cậu được người ta đồn rằng là người có năng lực siêu nhiên vì khả năng phán đoán cực kỳ chính xác. Và còn rất am hiểu về ma quỷ. Cậu hỏi lý do cô đến đây thì cô cho biết vào nửa tháng trước. Cô cùng một vài anh chị khóa trên đã đen ngôi trường cũ để chơi thử thách can đảm. Cô cùng sáu người khác đã đến đó và họ đều gặp hiện tượng đáng sợ trong đó, cụ thể là gặp ma. Mười ngày sau đó các nạn nhân bắt đầu có triệu chứng lạ và một người thì đi viện còn một người thì tự tử. Saito muốn biết là cô có tận mắt thấy họ bị ám hay không. Nếu không thì chẳng có gì chắc chắn. Cậu nói nếu cô cần cậu giúp thì trả đây 25.000 yên, trả trước 10.000 rồi tính tiếp. Cả hai vốn chẳng quen biết nên Saito chẳng lý gì lại làm không công. Haruka nhìn quanh thì phát hiện có gương ở một góc phòng và nhận ra Saito trong trò đoán bài vừa nãy chỉ là trò bịp. Thấy cô nhận ra được nên cậu đổi ý và quyết định giúp tin hay không tùy cô nhưng cậu thật sự có thể thấy được hồn ma cậu không thể trừ tà nhưng nếu linh hồn đang ám người bạn trong bệnh viện thì họ có thể sẽ giúp cô không tin lắm nên ra về thì cậu đã nói ra việc haruka từng có một người chị đã mất vì tai nạn cô không nghe nhưng như saito đã nói tin hay không là tùy ở cô cả hai đã đến bệnh viện xem thử thì saito nhìn ra được có đến bốn linh hồn đang ám cô gái này cậu hỏi thử thì biết họ đều bị sát hại nên khi ra về saito nghĩ là xác của họ có khi vẫn đang còn ở trong căn phòng đó đột nhiên thầy giáo gọi haruka đến vì một người nữa đã tự tử sau khi có triệu chứng bất thường trong lớp thầy biết họ đã vào ngôi trường cũ nên phần nào đoán ra việc này do ma quỷ gây nên nhưng cảnh sát chắc chắn sẽ không tin nên thầy muốn cô cứ giữ kín việc này saito sau đó đã cùng haruka ra về nhưng cậu muốn trực tiếp đưa cô về vì cô cũng đang bị nhắm đến haruko nhận ra saito đang cố bảo vệ cô nên cũng ngoan ngoãn nghe theo sáng hôm sau cả hai đến ngôi trường cũ để tìm thông tin thì bị bảo vệ cản lại vì họ phải xin phép thầy nếu muốn vào Cả hai đành quay về nhưng giữa đường Saito phát hiện một vài dấu vết đào bới nên đi theo và thấy một đống đồ bị chôn dưới đất đã bị ai đó đào lên. Cậu đã cho Haruka biết chính ông thầy là thủ phạm và có thể ở trường cũ có một tầng hầm mà họ không biết. Vì vào hôm thử thách thì có hai người đã không tham gia và tại sao thầy lại biết hôm đó chỉ có bốn người tham gia trong khi có sáu người đến vào hôm đó. Nhưng cậu chưa thể vội kết luận nên cần thêm bằng chứng. Cậu đã lấy chiếc ly và thầy vừa uống và nhờ một thanh tra quen biết khám nghiệm giúp. Cậu và Haruka đã về để chờ kết quả, cô muốn ra ngoài đi vệ sinh nên Saito đã để cô đi. Trong lúc đó, chú thanh tra vừa đưa đồ đến cho tiến sĩ đây phân tích và kết quả giống hệt trên đồ của những người mất tích. Còn Saito chờ hơi lâu nên đi tìm thì Haruka đã bị bắt đi mất. Linh hồn của một cô bé đã chỉ dẫn cho cậu lối đi. Haruka tỉnh lại thì nhận ra đúng tên thầy giáo là kẻ giết người, hắn ta định giết cô để bịt luôn đầu mối nhưng đúng lúc thì Saito chạy đến cứu. Hắn đã nấp và lao ra tấn công bất ngờ cậu vẫn gắng gượng đứng lên và cho biết hắn đang bị rất nhiều linh hồn cam phẫn. Cậu muốn cho hắn thấy nỗi đau mà các nạn nhân đã phải chịu, hắn đã sợ hãi bỏ chạy và phóng hỏa cả ngôi nhà. Chưa kịp chạy thì chú thanh tra đã đến đây và tóm gọn hắn đồng thời gọi cả cứu hỏa. Saito và Haruka đã chạy lên mái để chờ người đến cứu. Haruka cho biết việc bản thân đến đây là để hy vọng gặp lại người chị đã mất do có người nghe thấy tiếng đàn về bài mà chị cô từng đánh. Cô cho rằng bản thân là lý do mà chị gặp tai nạn nên hẳn là chị còn rất hận bản thân, nhưng cậu đã nói cô nhắm mắt và cho cô gặp lại linh hồn của người chị đó trong lúc cả hai đang ở đây thì tại một nơi khác trong thành phố một kẻ bí ẩn sở hữu cả hai con mắt âm dương thay vì một như saito quyền năng của kẻ này lớn đến mức hắn có cho mình một đội quân xác sống một vài ngày sau đó tại một công trường có hai người công nhân đây đang truyền tay nhau về việc khu công trường này bị đồn là có ma đột nhiên hiện tượng lạ xảy ra khiến họ chỉ biết ôm đầu sợ hãi haruka lại đến tìm saito để cùng cậu đến bệnh viện giúp cho những linh hồn đang ám kia siêu thoát cô gái bị ám cũng đã tỉnh dậy nên saito và haruka đã ra về saito chia sẻ rằng bản thân không thích việc phong ấn hay giam cầm linh hồn của ai vì họ cũng từng là người và có cảm xúc cậu cũng không ưa mấy tên tự xưng là nhà tâm linh chuyên đi lừa lọc người khác còn về số tiền mà haruka định trả thì cậu không lấy nữa do bố cô gái bị ám kia đã trả thay cô saito cho rằng quan hệ giữa cả hai đến đây là chấm dứt nên ra về cô sau đó đã đến chỗ làm để sắp tới sẽ xin nghỉ vì không cần tiền gấp nữa cô gặp được ông chủ tịch của dự án đang xây dựng kia và đang nhức nhối về vấn đề lời nguyền của cáo mà người ta đồn đại gần đây ở khu công trường sự tình là thành phố này có hai miếu thờ thần cáo nhưng một miếu đã được chủ tịch đây mua lại và muốn di rời miếu qua nơi khác thì lại gặp sự cố bí ẩn haruka đã đích thân đến xem thử thì bị linh hồn thần cáo dọa cho chạy mất tâm cô đụng chúng một nhà sư và biết được người này là chú của saito vì chú cũng có con mắt âm dương nhưng thật ra đấy chỉ là len vì saito từ nhỏ đã bị cô lập chỉ vì dị biệt ở một bên mắt nên chú đã cố tình làm vậy để động viên an ủi cậu chú đã đưa haruka lên nhà vì saito cũng đã đến đây cậu ít khi về đây là vì nơi này có rất nhiều linh hồn khiến cậu thấy khó chịu saito đến đây để mượn từ chú vài cuốn sách cậu sau đó ra về còn chú thì cho haruka biết đây là em gái của saito tên là nao cô bé bị khiến thính nên cũng chẳng thể nói được gì về saito thì cậu không hề là loại người vô tâm cậu chỉ cố tỏ ra cứng cỏi nhưng thâm tâm lại rất tử tế lúc ra về haruka thấy saito gặp một cô gái nào đó nên đã nghĩ cả hai là người yêu ngày hôm sau haruka lại tìm đến ngôi miếu thì gặp ông chủ tịch cô kể ông ta nghe về vụ nhìn thấy linh hồn thì đột nhiên hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra cô suýt bị thanh sắt bay vào đầu nếu saito không đến kịp cậu cho biết linh hồn không thể gây ra được hiện tượng vật lý như vừa rồi vì giàn giáo thì đã có nối điện tiếng cười khúc khích là từ loa còn đèn nổ là từ thuốc súng trong đó người đã làm lại chính là ông bạn của chủ tịch ông ta biết ông chủ tịch đang cố chuộc lại lỗi lầm khi xưa với người yêu ông trước đây có yêu một cô gái đối diện nhà nhưng địa vị cả hai quá tranh lệch nên ông đã hẹn cô ấy đến ngôi miếu phía đông nhưng người chuyển tin đã nhầm và hẹn là ở phía tây khiến cả hai chờ ở hai phía đối diện nhau ông đã không đủ can đảm bước đi mà cứ đừng chờ để rồi vụt mất cô gái ấy cho nên giờ ông muốn hợp nhất hai phía của miếu lại với nhau saito cho biết việc đó không còn cần thiết vì cô gái ấy vẫn chờ ông ở đây Cả hai chạm vào nhau một lần cuối trước khi cô gái hoàn toàn siêu thoát. Sáng hôm sau Haruka biết được cô gái hôm bữa chính là người đã thuê Saito vụ này và giờ ta đến với vụ án thứ ba. Vụ án lần này là về một đường hầm bị ma ám và ai đám liều mình đi tắt qua đây sẽ gặp hậu quả. Cảnh sát và báo chí đã phải vào cuộc nên chú thanh tra lần trước đã được cô phóng viên đây đến hỏi xin tin tức. Chú ta không có gì nhiều nên đành tìm đến Saito. Chú gặp được Haruka ở đây nhưng Saito thì không thấy. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cậu ta mới về do vừa đi trả sách. Cậu đã về nên sẵn sàng nghe yêu cầu từ cả hai. Đầu tiên là về Haruka. Cô cho biết vào hôm qua lúc cô được anh quản lý đưa về thì anh ta đã làm liều và đi vào đường hầm bị ám kia. Và họ gặp ma thật nhưng anh quản lý không sợ mà đưa cả hai ra khỏi đường hầm nên giờ cô muốn Saito xác nhận xem cô và anh quản lý có bị ám hay không. Haruka không hề bị còn anh quản lý phải gặp mới chắc được. Còn về chú Thanh Cha thì chú đưa ra ba bức ảnh. Đầu tiên là vị trí của tiệm sửa xe và là nơi cậu cần đến, thứ hai là đối tượng truy bắt là một tên sửa xe có dính líu đến một vụ tai nạn và đã bỏ trốn và thứ ba là linh hồn cậu cần gặp để hỏi chuyện và giúp đỡ điều tra. Vì Saito còn nợ chú ta nên cậu không thể từ chối. Lúc đến nơi Saito nhờ chú đào hộ khu đất này lên, vì cậu muốn chắc xem cậu bé kia đã chết hay chỉ là xuất hồn tạm thời, chú định hỏi Saito thấy sao về Haruka thì đào chúng tin xấu mà họ không muốn nghe nhất sau khi qua khám nghiệm thì biết được cậu nhóc vừa bị xe cán và còn bị xiết cổ đến chết chú thanh tra sau đó cũng nghe tin là tên chủ tiệm sửa xe đã bị bắt Saito tô thì đã kiểm tra cho anh quản lý và không hề có gì xấu nhưng khi anh ta nhìn vào tấm hình của đứa trẻ thì liền thay đổi sắc mặt cậu sau đó đã nhờ chú thanh tra giám sát cả anh quản lý vì một người không sợ ma mà lại thay đổi sắc mặt như vậy thì khá đáng ngờ chú đang định đi điều tra thì tên sửa xe đã cho lời khai và đúng là anh quản lý đã gây tai nạn rồi che đậy nó bằng một vụ tai nạn Tên vừa bị bắt chính là người đã sửa xe cho anh ta. Cậu chạy vào cố giữ anh ta và Haruka ở yên thì cả hai đã ra về. Cậu gọi đến cho cô thì cô dỗi không trả lời. Đột nhiên linh hồn cậu bé đó làm cho cơ thể anh quản lý cứng đầu và không thể điều khiển xe. Chú Thanh Cha đã đến đón Saito và nhanh chóng đuổi theo Haruka. Cậu muốn chú tiếp cận gần một chút để cậu cố thuyết phục thằng nhóc dừng tay. Nhưng khi cậu đến gần thì xe tải lao đến buộc chú Thanh Cha phải nán lại một nhịp rồi mới tiếp tục phóng lên. Lúc tiếp cận được thì cậu nhóc lại không nghe lời Saito khuyên mà còn đâm xe vào cậu. Họ đã sắp lao đến đường hầm ma ám kia nên chú thanh tra đã làm liều vượt lên và ép xe kia và lề và phanh dần lại. Lúc vừa dừng xe, Saito đã chạy qua xem Haruka có ổn không còn cậu bé kia đã bỏ đi và bị linh hồn tà ác trong này kéo mất. Nó vươn tay cầu cứu Saito nhưng cậu chẳng thể làm được gì, Saito đành bất lực nhìn cậu nhóc bị đám linh hồn kia nuốt chửng. Cậu đã nhờ chú mình mang đến đây một bó hoa để tiễn biệt lẫn xoa dịu những linh hồn kia. Saito thì đã về nhà, còn chú và Haruka lại có dịp trò chuyện. Chú cho rằng Saito còn khá nhiều chắc trở phía trước và hy vọng Haruka sẽ ở bên giúp đỡ cậu vượt qua. Vài ngày sau đó, truyền thông rầm rộ việc nữ sinh mất tích và bị sát hại liên tiếp bằng việc bị nhấn nước và có dây cột ở chân. Điểm chung là ai nay đều có biểu cảm sợ hãi tột độ. Chú thanh tra vì hay đi làm mấy vụ không liên quan và cũng không báo cáo lại vụ việc đã làm nên bị xếp đuổi qua bộ phận khác và có một người phụ tá là Isi. Trong lúc đó, Haruka được bạn cho biết là nhìn thấy ma nên cần Haruka giúp đỡ, cô lại tìm đến Saito. Cô nói bản thân đã đăng ký với trường để tham gia vào câu lạc bộ của Saito nên giờ cô đến đây là chuyện thường. Chú Thanh Cha cũng gọi đến thì cậu không thèm nghe nên một lúc sau đã tự bước vào cùng EC. Saito khuyên anh ta nên chuyển công tác vì làm với người cấp trên như này thì sớm muộn cũng thành người gấu. Quay lại vấn đề chính Saito muốn biết chú đến vì vụ gì vì lúc nào chú cũng đến vì một lý do chú muốn saito đi theo nên haruka đã tự biết điều và rời đi cô gặp người bạn kia và quyết định tự mình xử lý quay lại với saito chú thanh tra cho biết năm ngày trước có hai người đột nhiên ngã quỵ trên đường một người là nhà báo và chỉ bị ngất còn người còn lại là một đàn ông trung niên chơi đồ quá nhiều nên đâm ra sốc thuốc mà chết tên này từng là bác sĩ và chế ra ma túy rồi bán đi chưa rõ việc hắn chơi đồ của chính hắn quá liều hay thật sự hắn đã cố ý tự sát nên vấn đề là ở cô nhà báo vì gia đình cô cho biết cô bị ma ám do cô ta là con gái của cảnh sát trưởng nên họ mới được quyền điều tra vụ liên quan đến tâm linh này trong lúc đó haruka đã theo chỉ dẫn của cô bạn và đi đến con sông nơi mấy vụ chết đuối diễn ra gần đây cô thấy linh hồn dưới nước và đã bị lôi cuốn đi theo và sau đó là một tiếng tủng quay lại với saito cả ba đã đến nhà và khi tiến vào xem thử tình hình thì cô nhà báo liên tục gầm gừ một cách đáng sợ saito quan sát thì nhận thấy bên trong là linh hồn của tên bị sốc thuốc kia Cậu kể lại cho chú thanh tra biết và nếu không làm gì sớm thì cô nhà báo sẽ tiêu đời vì kiệt sức khi chống trả lại linh hồn của tên kia. Cả hai đã quay về tìm gặp tiến sĩ để lấy thông tin về tên đã chết. Tuy là con người khác học nhưng ông lại thích thú với hiện tượng mà Saito nhìn thấy. Đúng lúc EC đi vào cắt ngang nên ông tiến sĩ si mất hứng và đưa luôn thông tin họ cần. Họ mở ra xem thì có hai chiếc chìa khóa và một cuốn sách IC được giao đi điều tra một chiếc chìa khóa còn chú ta và Saito sẽ đi điều tra về chiếc còn lại và cả cô gái trong bức hình này. Họ đã tìm đến một vị bác sĩ và tình cờ thay chính người bác sĩ này đã cứu Haruka và đồng thời là người đã đỡ đẻ cho mẹ Saito. Bác sĩ muốn biết mắt trái và mẹ Saito còn ổn không thì người mẹ đã bỏ đi được 20 năm sau khi bà cố giết cậu. Cậu lúc đó chỉ kịp giật lấy chiếc vòng và được chú thanh tra cứu giúp. Cậu muốn biết vào hôm bản thân được sinh ra thì mẹ đã có cảm xúc gì khi thấy con mắt này. Bác sĩ cho biết là bà đã rất sợ hãi khiến cậu nhận ra bản thân chỉ là một đứa con hoang nên đã quay đi. Haruka ở ngoài đã vô tình nghe được tất cả nên đuổi theo Saito, cậu định ném chiếc vòng đi thì cô cản lại. Cô biết Saito đã luôn chịu đựng nỗi đau nhưng không cần biết lý do là gì. Cô không cho Saito ném đi kỷ vật duy nhất về người mẹ của cậu. Cậu đã giao lại chiếc vòng cho Haruka và xin lỗi cô một câu. Trong lúc đó, kẻ có hai mắt đỏ kia đã tìm thấy và âm thầm quan sát saito vì ông ta biết rõ mẹ cậu và cả chính cậu ông ta cũng nhắm đến haruka vì cô là một vật chứa hoàn hảo tối đó haruka đã kể ra lý do bản thân đến đây là để điều tra thêm về linh hồn mà cô bạn đã thấy do cô sơ ý nên mới bị ngã xuống nước và được bác sĩ đây cứu giúp họ sau đó đã quay lại gặp bác sĩ và hỏi anh ta về cô gái trong bức hình này và cả tên buôn thuốc kia nữa anh cho biết tên chế thuốc kia từng là một đàn em của bác sĩ hồi còn ở trường y Tên kia được biết là một người rất tốt khi đã giúp đỡ bác sĩ và con gái rất nhiều. Và cô gái trong hình chính là con gái bác sĩ. Chuyện là vào một ngày giông bão, cô con gái đã bị ngã xuống nước trên đường về nhà và bị chết đuối. Saito cho biết cậu đã thấy linh hồn của cô ấy và hẳn là bác sĩ rất muốn đưa con gái trở lại thế giới này một lần nữa vì tủ sách toàn là tài liệu về người chết và tâm linh. Nhóm Saito sau đó đã lên đường đi điều tra về chiếc chìa khóa này. Trong lúc đó, EC đã tìm được một túi đầy tiền ở nơi mà chiếc chìa khóa này mở ra. Saito đã cho dừng lại giữa đường vì cậu đã thấy được nơi có số trùng ới trên chìa khóa. Họ tìm vào và mở được cửa. Lúc vào trong Saito thấy một chiếc ví và vài đồ lặt vặt khác. Nhưng cạnh đó là cô gái bị cho là mất tích gần đây. Haruka đã về lại chỗ của bác sĩ để cảm ơn thì gặp được chú của Saito nên nán lại nói chuyện một lúc. Còn Saito và chú Thanh Cha lại về tìm tiến sĩ và ông cho họ thấy ảnh của những nạn nhân chết đuối gần đây và trong đó có hình của bác sĩ và gã hai mắt đỏ. Cậu nhanh chóng cùng chú Thanh Cha đi bắt người haruka thì vừa về phòng khám đã bị dí điện ngất đi saito nhận được cuộc gọi từ cô gái đi cùng gã hai mắt đỏ kia và được cho địa chỉ để đến tìm tên này muốn saito trải qua cảm giác mất đi một thứ quý giá và bộc lộ bản chất thật họ vừa đến thì gã bác sĩ đã cột dây vào chân haruka và chuẩn bị ném cô xuống saito đã đến đỡ lấy cô còn chú cảnh sát đã đến giữ dây cột viên gạch lại nhưng chú ta bị đánh liên tục nên đã tụt tay làm rơi mất cả haruka saito đã nhảy xuống còn chú thanh tra đã lo xong tên bác sĩ cậu tìm không thấy thì chú đã chiếu đèn xuống và may mắn khi mặt dây chuyền sáng lên và giúp saito vớt được haruka lên saito muốn chú thanh tra đưa tên bác sĩ về phòng khám và tập trung tất cả lại để cậu thử một thứ cậu gọi tiến sĩ và nhờ EC đưa cô nhà báo đến đây cậu đã cho bác sĩ biết linh hồn của tên buôn thuốc đang ở trong này và hắn nói chính bác sĩ đã giết hắn bác sĩ thú nhận rằng tên hai mắt đỏ cho biết anh có thể hồi sinh con gái bằng cách giết một cô gái trạc tuổi để con gái nhập hồn và tên buôn thuốc là người phụ trách việc bắt cóc nhưng tên này đã lợi dụng điều đó để tống tiền lại bác sĩ nên anh đã trừ khử tên này anh ta cho rằng kẻ lợi dụng việc cha mẹ bảo vệ con cái đều đáng chết nhưng hành động của bác sĩ cũng là không thể tha thứ anh ta cho rằng một kẻ bị mẹ đẻ vứt bỏ như cậu thì sẽ chẳng hiểu được tình thương là gì đúng là như vậy nhưng cậu hiểu cảm giác khi bị chính cha mẹ ghét bỏ và dày vò cậu đưa ra hình của những nạn nhân và họ đều đang cười cậu cho biết con gái anh ta đã nhập vào những cái xác này để thay họ hứng chịu cảm giác đau đớn của cái chết và cho họ ra đi thanh thản cho nên việc bác sĩ làm là đang liên tục giết chết con gái anh ta chứ cô chẳng hề mong muốn được hồi sinh chính haruka cũng vừa được nhập và cô cảm thấy không hề đau đớn con gái đã muốn bác sĩ dừng lại và để cô được yên nghỉ như trên tấm bia tưởng niệm tên buôn thuốc thấy tình hình đã được giải quyết nên cũng đã bỏ đi khỏi người cô nhà báo ic và tiến sĩ sẽ lo liệu việc giúp cô hồi phục Sáng hôm sau ai nấy đã trở lại với công việc của bản thân và Saito đã gặp lại được người đàn ông có hai mắt đỏ. Cậu thề sẽ không bao giờ công nhận ông ta là bố cậu nhưng ông ta thề sẽ khiến Saito nhận ra bản chất thật của con người chỉ toàn là bóng tối. Và sớm thôi cả hai sẽ gặp lại nhau. Ta đến với vụ án tiếp theo. Một thanh niên vừa thuê được một căn phòng rất ngon lành cành đào với giả cực kỳ rẻ. Và tất nhiên quy luật cuộc đời đã có khi thứ gì ngon thì nó không có rẻ. Mà vừa rẻ vừa ngon thì chắc chắn là có vấn đề. Thanh niên sống một đêm ở đây đã gặp đủ thứ kỳ quái và nhận ra là nơi này có ma. Sáng hôm sau, cô nhà báo lần trước đã đến văn phòng để tìm chú Thanh tra nhưng cô chỉ thấy mối easy. Anh cho biết chú ta sáng sớm có đến nhưng đã bỏ đi đâu đó. Anh ta vẫn còn sợ cô do lần trước cô bị nhập nhìn khá đáng sợ. Trong lúc đó, chú Thanh tra đã về nhà và có vài vấn đề với vợ khi hôm qua là kỷ niệm ngày cưới mà chú không về tham gia nên vợ đã bỏ qua nhà bạn ở còn haruka lúc này bị hai cô bạn hỏi về mối quan hệ giữa saito và cô đã tiến triển ra sao vì thấy cả hai cứ ở cạnh nhau suốt nhưng cô cho rằng saito luôn xỉa sói và kiếm đủ thứ để bêu xấu cô nhưng khi cô ở cạnh saito luôn được là chính mình nghe giống cả hai như là gia đình hơn là một cặp trai gái nhưng cô cho biết saito thường ít khi bộc lộ cảm xúc nên cô cũng khó mở lòng vì chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu hai cô bạn không nghe điều này mà lo đi tám chuyện với thanh niên gặp ma kia Haruka sau đó tìm đến Saito và phá hỏng giấc ngủ của cậu khiến cậu khá cáu. Cậu chê cô béo và bất lịch sự khiến cô dỗi mà bỏ đi. Nhưng cậu biết cô đến đây thì hẳn là có chuyện nên hỏi thẳng ra. Cô đứng ngoài cửa thì nhận ra bản thân bị nắm thóp nên cho cậu biết việc thanh niên kia nhờ Saito giúp đuổi ma trong phòng đi. Cậu quyết định đi tìm người môi giới trước vì người này hẳn đã phải biết rồi nên mới chịu cho thuê với giá rẻ như vậy. Lúc đến nơi Saito đã không vòng vo mà nói thẳng bản thân là nhà tâm linh và đến đây vì vụ của căn phòng. Cậu định đưa ra giá thì Haruka cắt ngang và nói sẽ làm miễn phí. Bên môi giới cũng đang đau đầu vụ này nên đã để cả hai đi xem hồ sơ về vụ này. Rằng một năm trước căn phòng từng thuộc về một cô gái nhưng cô gái này có bệnh về tim mạch bẩm sinh nên căn bệnh đó đã đột ngột lấy mạng cô gái ấy và sinh ra hồn ma từ đó. Cậu muốn tìm đến chỗ làm của cô gái này nên cũng đã được cho biết là ở thư viện. Lúc đến nơi cậu đã hỏi được thông tin từ một đồng nghiệp và được biết cô gái này khá thẳng tính và cứng nhắc nên thường khiến người khác thấy căng thẳng khi ở gần cô đã khuyên cô gái kia nên sống thoải mái hơn và tập làm đẹp cũng như ăn diện hơn cô cũng đưa ra ảnh nên saito đã xin mượn luôn bức ảnh cả hai sau đó đã lên đường trở về lại căn hộ thì giữa đường lại gặp ishi và cô nhà báo tự giới thiệu là makoto cô muốn rủ cả hai đi ăn để cảm ơn vụ lần trước nhưng vừa quay lại thì saito đã đi mất nên cô cũng từ chối luôn trong lúc đó chú thanh tra và ông tiến sĩ đã rủ nhau đi nhậu một bữa cho thoải mái lúc về đến căn hộ haruka giật mình khi thấy saito vừa tắm ra cậu đã mượn nhà tắm ở đây vì tại phòng câu lạc bộ không có. Cô trách Saito vì bỏ cô lại và cũng không trả lời điện thoại khiến cô phải đi tìm. Cậu xin lỗi khiến cô bất ngờ vì trước giờ cậu chưa hề nói câu này một lần nào. Saito sau đó đã thấy lạ với chiếc gương này vì theo lời thanh niên hiện tại thì gương này do chung cư lắp đặt, nhưng cậu nhìn qua cách lắp đặt thì quá sơ sài nên hẳn là cô gái chủ phòng trước đây đã lắp vì cậu có thể nhìn ra hồn cô đang trốn bên trong gương. Nhưng với một người không thích ăn diện thì cái gương lớn này để làm gì? cậu nhận được câu trả lời lên đã lấy từ sau gương ra một phong bao và cô gái kia muốn cậu đốt nó. Vì là di nguyện của linh hồn nên cậu đã mang nó lên chùa của chú để đốt. Lúc chuẩn bị thì Haruka đã thất hứa và mớ ra thì mới biết cô gái này cũng muốn ăn diện cho đẹp nhưng chẳng qua là không muốn ai khác ngoài bản thân thấy được nên mới muốn đốt đi. Cô đã hỏi linh hồn kia liệu có giận khi cô đã thất hứa hay không thì hoàn toàn bình thường nên cô đã đốt đi để hoàn thành nốt di nguyện và được linh hồn kia động viên một câu trước khi siêu thoát cậu vẫn chưa hiểu lắm về chuyện con người luôn có một mặt không muốn người khác biết. Nhưng chú cho rằng với con người đó là điều riêng tư của họ mà chúng ta không nên cố gắng để tìm hiểu mà cứ để nó tự nhiên như cách côn trùng có cánh thì chúng sẽ bay. Vài hôm sau, Haruka lại đến tìm Saito, cậu vào thẳng vấn đề luôn là vụ gì nữa. Vì mỗi lần cô mở cửa xin chào với cái giọng tươi giói thế là y như rằng lần ấy có chuyện. Cô cho biết bản thân có tham gia hòa nhạc và muốn Saito đến xem. Cậu nói bản thân sẽ ghé qua nếu thấy chán, cô nhận thấy Saito có vẻ đang điều tra về vụ một án gì đó. Chú Thanh Cha và Ishii sau đó đã đến và cho biết Makoto đã đi đến một căn nhà đổ nát cũ để tìm kiếm thông tin thì phát hiện có người ở đây và nói rằng là cô ta thấy mà. Cho nên vụ việc này mới kéo đến tai Saito vì 15 năm trước ở đây có đến một gia đình bốn người thiệt mạng. Vụ án đến giờ vẫn giang dở và nhóm của chú Thanh Cha cũng có nghĩa vụ trong đó chú thanh tra nghĩ là saito sẽ từ chối vụ nhàm chán này nhưng ngược lại khi cậu tham gia và đã cùng cả hai đi tìm makoto để xem đoạn băng cô lấy được từ cô gái trong tòa nhà kia cô ta là một người viết kịch bản và dựa theo lời nói thì không có vẻ gì là bị nhập đoạn phim cô lấy cũng đã được đưa đi kiểm tra và không hề có dấu hiệu chỉnh sửa cả bốn suy xét một lúc thì mới quyết định mở lên còn haruka đã ghé qua phòng saito thì cậu không có ở đây nên cô đã để lại lời nhằn trên tờ rơi tham gia nhạc hội trong lúc đó Saito bắt đầu xem đạn băng và không cho tua vì chưa biết đầu mối ở đâu. Nhưng xem một lúc thì cậu nghe giọng của cô gái quay phim đây rất giống giọng nói mà cậu nghe được khi người của cha cậu gọi đến chỉ đường đi cứu Haruka. Cậu giờ mới cho tua nhanh lên và họ đã dừng ngay khi cảnh gặp ma xuất hiện. Cậu nhìn nó một lúc thì liền lập tức rời đi. Cậu đã gọi đến cho Haruka và cho biết bản thân sẽ không đến xem buổi hòa nhạc. Định nói thêm thì cậu lại thôi và cúp máy. Tối đó cậu chẳng hề về đến câu lạc bộ và cũng chẳng trả lời điện thoại của ai haruka thấy lo nên đã đến vị trí căn nhà mà saito đánh dấu trên bản đồ cùng lúc đó chú thanh tra được xếp đến gặp mặt cả hai ra quán rượu vừa nhậu vừa bàn chuyện cô tự hỏi cô bé tên nanas và là người duy nhất sống sót sau bị thảm sát bốn người trong gia đình giờ sống ra sao đêm đó cô trên đường về thì nghe được hàng xóm nhà nanas cho biết trong nhà có tiếng hét cô đã đến nhà đó xem thử thì không có động tĩnh cô xông vào thì bốn người đã ở trong biển máu Cô nghe thấy tiếng động ở cửa thì chạy đến và gặp Nanas và cô bé vẫn an toàn. Định đưa cô bé đi thì một ai đó đã tấn công và đánh ngất cô từ phía sau. Sau vụ đó hung thủ bị tình nghi là một nhà báo có thù hằn với gia đình Nanas. Nhưng giờ cô không dám chắc rằng liệu cái bóng hôm đó có thật sự là con người hay không. Chú Thanh Cha sau đó đã trở về và muốn EC si tối nay cùng đến khu biệt thự cũ để điều tra nhưng anh ta có vẻ rén nên muốn giờ đi điều tra trước. Nhưng giờ họ đã bận việc khác vì sẽ phải đi đến chỗ cô gái viết kịch bản kia. Chú vừa nhìn cô ta thì bất giác cũng thấy cô ta khá giống người đi cùng cha Saito trong hình. Nhưng chú vẫn nghĩ bản thân nhìn nhầm, tối đó cả hai đã đi đến căn biệt thự đó và Isi khá nhát nên đành để chú ta vào một mình. Chú chạm mặt cô gái trong hình và bị cô ta dí điện ngất gì. Isi nghe tiếng hét thì quá rén nên gọi cảnh sát đến trợ giúp. Sáng hôm sau anh bị xếp đấm một cú vì hèn nhát đến mức không dám hỗ trợ cho tiền bối. Cô cho rằng nếu chú xảy ra chuyện thì cô sẽ không tha cho Isi haruka vẫn chưa thấy saito về nên đành gọi cho isi hỏi thử thì cũng vô vọng saito thì đã quay lại căn biệt thự đổ nát thì nhận ra bất thường ở bức tường này đột nhiên cô gái kia lao ra và dí điện cậu cuộn băng từ đầu chỉ là mồi để dụ cậu đến đây vì cô ta biết saito sẽ nhận ra những gợi ý mà cô ta thềm vào trong đó makoto đã đã tìm đến isi để hỏi về việc cả chú thanh tra và saito cùng mất tích anh ta thì không có số của haruka nhưng cả bọn đều biết nơi cần đến đó chính là đền của chú saito họ đều giới thiệu qua nhau và xem lại đoạn băng chú bàng hoàng khi nhận ra linh hồn ở trong đoạn băng là chị gái chú kiêm mẹ của saito chú cho rằng saito có thể sẽ rất sốc khi thấy điều này họ muốn làm gì đó thì ishi chọn từ bỏ và muốn để cho cảnh sát haruka không chấp nhận và cho rằng ishi là một kẻ bạc nhược khi chỉ biết trốn tránh và đùn đẩy cho người khác anh ta tự ái nên bỏ ra ngoài còn makoto đuổi theo và cho rằng haruka chỉ quá mạnh mẽ Ich cho biết bản thân từ nhỏ chỉ có mong muốn được vẽ tranh nhưng bố anh ta là một người khắt khe và ép anh ta trở thành cảnh sát dù anh không hề hợp với nó. Anh đã quá yếu đuối nên không dám bật lại và mù quáng nghe theo, cô đã khuyên anh nên tập đứng dậy đấu tranh và tự nhủ rằng bản thân sẽ làm được. Anh ta lấy lại tinh thần và quyết định sẽ đi tìm chú thanh tra. Haruka cũng được chú của Saito tìm được và tình cờ khi cả hai đứng ngay trước mộ của cô giáo mà Saito quý nhất. Cậu đã tự trách bản thân vì cái chết của cô nên đã định đâm hỏng con mắt này đi nhưng chú đã cản lại và cho rằng con mắt này hẳn phải có lý do thì mới được ban cho saito chú tin rằng sẽ có người thấy con mắt đó của saito thật đẹp nhưng cậu cho rằng người đó sẽ không tồn tại và cậu sẽ chỉ mang lại đau thương cho người đó haruka và chú quyết định sẽ tìm lại saito để hiểu hơn về cậu cô và ishii sau đó đã xin lỗi nhau và bắt tay vào phân tích đoạn phim dưới góc nhìn của saito họ nhận ra khu vực quanh căn biệt thự không hề có đường tàu nào nhưng trong đoạn băng lại có tiếng tàu liên tục nên điểm ở nơi biệt thự là giả và hẳn là saito đã nhận ra trong lúc đó cha của saito quyết định sẽ đi thăm cậu một chuyến còn cô gái kia thì lại đi tìm haruka để chơi đùa makoto cũng gọi đến theo danh thiếp của cô gái đã quay phim thì đúng là nơi trên danh thiếp không hề có ai như tên được biết đột nhiên chú saito chạy đến và mang theo một lá thư chú cho biết bức thư này là từ mẹ của haruka và cô cùng saito đã có liên kết từ rất lâu khi mẹ saito từng bị bắt cóc và được mẹ haruka cứu giúp thời điểm mẹ Saito mang thai cậu thì mẹ Haruka cũng tương tự. Bức thư này được gửi đến ngay sau khi mẹ Saito đã cố giết cậu và bỏ đi. Chú đã không đủ can đảm để mở và vì sợ ly SDO mẹ cố giết Saito sẽ ở trong đó. Chú giao lại cho Haruka và cô đã mở ra ở bên ngoài và trong đó là thư mẹ cô chúc mừng mẹ Saito. Vì lễ cưới và hôn phu lại chính là tên nhà báo tên là Takeda có thù hắn với nhà Nana kia, hắn lúc này đã lộ diện và bị cảnh sát đuổi theo. Isi thì vừa về đồn đã xin xếp cho xem tài liệu về tên nhà báo đó nhưng cô gắt gỏng bắt anh đi dọn vệ sinh. Cô cố tình nhắc lại và nhấn mạnh vào vị trí khiến EC nhận ra đây là ám hiệu. Cả hai vào nhà vệ sinh bàn chuyện và sếp muốn anh cứ im lặng trong giờ làm. Ngoài giờ thì cứ thoải mái và cô sẽ chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này. EC đã gọi cho vợ của chú Thanh Cha và hứa sẽ đem chồng cô trở về. Cô gái đồng hành với cha Saito đã tìm đến nhà Haruka thì Takeda đã tìm đến đây anh ta cố tính dụ cảnh sát đến đây nhằm đảm bảo cho haruka an toàn chú ta muốn bảo vệ saito và haruka trong âm thầm và cố tình đến đây một phần nó cũng là vì để truyền lại lời nhầm mà saito đã nhờ anh ta mang đến cho haruka takeda đã vào nhà haruka và cho cô biết là không được đến buổi hòa nhạc và còn cho biết cả vị trí của saito cùng lời dặn dò là không được lộ diện trong thời gian này rồi biến mất cô đã ra khỏi nhà và đi đâu đó thì bị cô gái kia bám theo Ishii và Makoto lúc này đang tìm thông tin về cô gái tên Nanas nhưng chẳng kiếm được gì nên đã đến tìm tiến sĩ. Ông lúc này đang cố tái tạo lại khuôn mặt của Nanas ở hiện tại. Và bất ngờ thay khi Nanas chính là cô gái đi theo cha của Saito. Ishii nhận ra thì ngay lập tức chạy đi. Cả hai tìm đến cô giáo của Nanas trước đây và được cho biết là gia đình có vẻ không quan tâm lắm đến Nanas. Họ được biết thêm là Nanas từng vẽ một bức tranh về căn phòng mà cha cô ta làm ra. Cả hai lại trở về căn biệt thử và tìm thử trên kệ sách này và phát hiện một công tác mở ra một lối đi bí mật phía sau tủ. Họ đi xuống và tìm được chú Thanh Cha ở đây. Cả hai nhanh chóng cứu chú ta ra ngoài và được biết kế hoạch của cha Saito là muốn giết Haruka ngay trước mắt cậu. Lý do chú biết là vì Takeda đã nói cho chú, chú nhận ra Takeda là một hồn ma nên mới có thể đi gặp người này đến người khác để truyền tin. Trong lúc đó, Haruka đã gọi mẹ cô đến đón và nhờ bà đưa đến nơi mà Saito đang bị giam giữ. Bà biết Haruka một khi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được nên đưa cô đi và khi đến nơi thì để cô vào một mình nhưng cũng căn dặn là nếu nguy hiểm phải về đây ngay lập tức. Cô đã lẻn vào căn nhà gỗ trên ngọn núi đây và tìm được Saito. Thấy cậu lạnh ngắt khiến cô nghĩ cậu đã chết nên dục dục các thứ cho cậu tỉnh dậy. Nhưng cậu vẫn còn sống và nói cô là đồ não rỗng. Cả hai yên bình ra được bên ngoài nhưng Nanas đã ở phía sau và mang theo một cây nỏ. Nhưng đúng lúc này thì nhóm của chú Thanh Cha cũng đã tìm đến đây nhận thấy chú thanh tra đã ở phía sau nên saito đã dụ nanas nói ra mọi chuyện cô ta chính là người đã giết cả gia đình do họ đối xử với cô chẳng khác gì thú vật họ không xem cô như một con người và hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác cho đến khi cô gặp cha của saito ông ta đã thúc giục cô chống lại gia đình và rồi đi theo làm tay sai cho ông ta đúng lúc lơ là đó thì chú thanh tra đã chạy ra khống chế cô ta để saito và haruka bỏ chạy nhưng cả hai bị cha của Saito chặn đường nên Nanas cũng dí điện cho chú thanh tra buông ra. Cô ta định lấy nỏ bắn vào một bên chân của Haruka thì linh hồn của mẹ Saito bay đến khống chế cô ta. Cậu muốn biết toàn bộ mọi chuyện rốt cục là ra sao? Chú thanh tra đã nghe toàn bộ từ Takeda nên cho cậu biết rằng. Vào 15 năm trước, khi Takeda làm quen và trở thành hôn phu mới của mẹ Saito thì tin động trời về nhà của Nana xảy ra khiến mẹ saito khổ sở khi vừa phải vật lộn nuôi con và còn vừa phải hứng chịu đau khổ từ tai tiếng của takeda cha saito còn cho mẹ cậu biết rằng saito lớn lên sẽ trở thành một con quỷ giết người còn nhiều hơn ông ta áp lực chồng lên nhau khiến mẹ cậu đã suýt ra tay với chính con ruột takeda sau đó thì bị cha của saito thủ tiêu khiến lòng cam phẫn đã giữ takeda ở lại với nhân gian cha cậu cho rằng saito nên theo ông vì mẹ đã cố giết cậu thì không nên phải chân quý làm gì nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng mẹ vì bà đã không gây tởm con mắt của cậu, cho nên ông ta đã thua. Nanas đã bắn vào bình ga và cho kích nổ để tạo lối thoát cho cả hai. Cảnh sát sau đó được gọi đến khám nghiệm nơi này và tìm thấy được xác của mẹ Saito. Nhóm của chú Thanh Cha đã về lại văn phòng để viết báo cáo. Saito đã tìm về nơi cậu và mẹ đã từng ở và cậu vẫn còn nhiều ký ức đau buồn hôm đó. Saito sau đó đã cung chú và mọi người làm cho mẹ và Takeda một ngôi mộ để họ siêu thoát. Mẹ cậu đã gửi lời đến cho mọi người và giao lại cho Haruka mặt dây chuyền. Ngày hôm sau, cô đã đi tham gia buổi hòa nhạc và Saito đến như đã hẹn với cô. Vài ngày sau, mẹ của Haruka đã lên đường về lại nhà cũ. Makoto thì có đến bệnh viện thì được một vài y tá cho biết nơi này có ma và nó thường hay xuất hiện và hỏi bệnh nhân rằng khi nào người chết. Chú của Saito cũng đến đây để khám thì tiện thể nghe được sự cố từ Makoto. Cô em họ nào thì được cho đi chơi quanh đây thì gặp một cô gái ngồi xe lăn trông có vẻ giàu dĩ. Makoto đã đến tìm Saito để thông báo cho cậu về chuyện của các bệnh nhân và cả con ma. Cô tỏ ra lo ngại vì con ma đó đã khiến một vài bệnh nhân bị sốc. Saito đã đích thân đến bệnh viện còn Haruka không đi theo vì còn việc. Cô nhận thấy Saito đã thay đổi vì dù mặt giờ nghiêm nghiêm hơn trước nhưng cũng dễ nói chuyện hơn trước rồi. Cậu đến thì gặp nhóm của chú thanh tra, cậu muốn biết động cơ nào mà tiến sĩ lại chụp được bức ảnh có sự xuất hiện của cha cậu và Nana trong lúc đi khám nghiệm ông cũng không nghĩ quá nhiều vì chỉ thấy cha của saito có vẻ khá thú vị và đáng để mắt tới vì tiến sĩ cảm thấy từ ông ta tỏa ra một khí chất trông khá giống người chết isi cho rằng hẳn ông ta giống như xác sống lúc ra về chú thanh tra thấy saito hẳn đang nghiến răng để đối đầu với cha mình nhưng đột nhiên isi dừng xe vì anh ta nghĩ rằng có thể cha saito cũng là một linh hồn như takeda nên mới không thể bắt được giả thuyết này cũng có thể đúng tối đó Nanas vẫn đang bị truy bắt và cô ta giờ giống như việc khi anh em bị ba sao trong GTA vậy. Bị bao vây không lối thoát, sếp của chú thanh tra muốn nhanh chóng đi tìm gặp Nanas trước khi bọn quan chức áp giải cô ta đi. Vì dù sao cô cũng là người phụ trách vụ án của Nanas trước đây. Trong lúc đó Nanas nhớ lại việc bản thân từng bị giam dưới hầm ra sao và bây giờ cũng đang như vậy. Cô ta tin rằng cha của Saito sẽ đến cứu cô ta thoát ra một lần nữa. Chú của Saito giờ mới kiểm tra xong thì liền đi tìm Nao cô bé đã đi lung tung đâu đó nên chú đành hỏi cô bé ngồi xe lăn đây cô biết chú sắp chết vì bản thân cô cũng vậy cô muốn biết con người sau khi chết sẽ ra sao nhưng điều này khá khó trả lời vì có rất nhiều lối đi chú muốn cô lạc quan lên vì giờ người chết đi hiến tặng nội tạng rất nhiều nên hy vọng sống không hề quá mong manh nhưng chú nói vậy không có nghĩa là chú không sợ chết mà là chú muốn tin tưởng vào cuộc sống và sống thật với bản thân là được một lúc sau đó thì nao cũng tự quay về nên hai bố con đã ra về ngay sau đó saito thì đã nhờ isi gửi đến danh sách những số mà nanas hay liên lạc thì không có số nào giống với bố cậu haruka cho rằng có thể cả hai không liên lạc với nhau bằng điện thoại nhưng tất cả chỉ để chứng minh liệu cha cậu là một hồn ma hay thực sự còn là một con người cậu sau đó đã cùng haruka đến đền của chú để mượn xe có việc haruka cũng có hỏi về việc khám sức khỏe của chú ra sao chú đã giấu tình trạng thật mà chỉ nói là vẫn ổn cho họ vui họ sau đó đã vào nhà nói chuyện chú đột nhiên đưa đến một biêu kiện mà mẹ haruka gửi đến cho cô trong đó là một cuốn sổ ảnh chứa toàn ảnh lúc nhỏ của haruka do hai bà mẹ thường hay viết thư cho nhau nên ảnh của saito cũng có trong đây qua những bức ảnh có thể thấy được saito chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mẹ cậu vì trong hình họ đã luôn cười đùa hạnh phúc với nhau chú sau đó đã khuyên saito nên từ bỏ việc tìm kiếm cha với mục đích trả thù vì bóng tối sẽ chỉ nuốt chừng cậu chú cũng đã nói ra việc bản thân chỉ còn một năm nữa để sống trong lúc đó hội của chú thanh tra đã tìm đến nanas và cô ta cho biết bố của saito đang tìm đến chú của cậu để mưu tính một việc gì đó sau khi mượn được xe chú đã nhờ haruka giúp chú chăm sóc cho saito cả hai đã đến bệnh viện tìm makoto để chuẩn bị đi tìm con ma saito thì vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc của chú cậu isi lúc này đang cùng chú thanh tra nhanh chóng chạy đến đền vì lời mà nanas nói do không liên lạc được với chú hay cả saito nên cả hai càng phải gấp gáp hơn Saito hoàn toàn không tập trung lắm trong việc tìm kiếm nhưng Haruka lại nghĩ là do cậu đã thấy những bức ảnh của cậu và mẹ trước đây nên mới vậy. Chú Thanh Cha và Ishii giờ đã đến đền, nào được Ishii trông coi. Chú của Saito hay cũng có thể được gọi là trụ trì của đền muốn chú Thanh Cha hay chăm sóc con gái nào nếu trụ trì có mệnh hệ gì. Cả hai trước vốn không ưa nhau do Saito luôn bị lôi kéo vào các cuộc điều tra. Nhưng giờ trụ trì hoàn toàn thay đổi vì chú Thanh Cha rất đáng tin cậy. Bố của Saito cũng đã xuất hiện nên Trụ trì đã đánh gục chú thanh tra và muốn cùng ông ta nói chuyện một lúc. Thầy cho biết bản thân đã từng rất hận ông ta sau khi gây ra tổn thương cho chị gái và Saito, nhưng giờ chú cũng không còn ý định đó nữa, chú cũng tin là Saito sẽ không để bị bóng tối nuốt chửng như ông ta muôn. Ông ta sau đó đã lao đến đâm Trụ trì rồi khi chú thanh tra tỉnh lại thì ông ta đã bỏ trốn. Chú nhanh chóng đưa Trụ trì đi cấp cứu và để IC lại chờ cảnh sát đến thì hợp tác điều tra cùng họ. Trong lúc đó Nhóm Saito vừa chạm mặt linh hồn kia nhưng nó đột nhiên nói xí nghiệp lỗi những bệnh nhân vì chuyện hôm trước khiến họ nghĩ là linh hồn này đã ân hận về chuyện đã làm. Haruka cũng nhận được cuộc gọi báo tin về chuyện vừa xảy ra tại đền thì cấp tốc đưa cả nhóm về. Giữa đường Saito cũng kể cho họ về chuyện chú cậu chỉ còn sống được một năm nữa. Đang đi trên đường thì cả ba suýt gặp tai nạn. Chú Thanh Cha sau đó đã thông báo cả ba quay lại bệnh viện vì trụ trì đã được đưa đến đó ngồi chờ một lúc thì bác sĩ đi ra và cho biết trụ trì đã mất máu quá nhiều khiến não chẳng thể hoạt động được bình thường nên giờ họ chỉ có thể nhiều nhất là giữ mạng cho trụ trì còn sống ngồi nhìn trụ trì như này khiến họ lo lắng cho nao hơn là cho chính trụ trì chú thanh tra tình nguyện làm người chăm sóc cho nao nếu cần còn saito sau đó đã được y tá gọi đi đâu đó haruka sau đó đã đưa nao về nhà chú thanh tra và được vợ chú chăm sóc cô và vợ chú đã ngồi tâm sự một lúc sáng hôm sau Chú Thanh Cha và Ishi đã gọi tiến sĩ đến đây để khám nghiệm hiện trường, Haruka thì có gặp được Makoto. Cô cho biết vụ việc này sẽ không được đưa lên báo do vụ này và vụ của Nanas năm xưa đều có liên quan đến nhau và cấp trên sợ sẽ gặp rắc rối nếu để vụ này bị công bố ra. Cô sau đó đến tìm Saito và cậu từ đêm qua đã chỉ ngồi yên vị nơi này. Trong lúc đó, tiến sĩ phát hiện ra khu vực nơi gã đàn ông mắt đỏ đứng không hề có dấu chân và trong sảnh cũng không có vết đất cát nghe thì có vẻ giống như ông ta là hồn ma nhưng ma thì đâu thể tác động lên thế giới vật lý nên hẳn là còn có bí ẩn nào khác trong lúc đó ông ta cũng đã đến tìm nanas và đột nhiên cô ta quằn quại và được đưa vào viện isi và chú thanh tra đã về lại văn phòng thì sếp đã nghe chuyện nên muốn chú ta về ở cạnh nao một thời gian chú về và thấy nao đang vui vẻ thì cay đắng vì chỉ biết hy vọng trụ trì sẽ sớm tỉnh lại vì chú không thể để một cô bé như này phải đau khổ được saito lúc này nhận được chiếc len mắt đỏ từ haruka cậu nhớ ra việc trụ trì đã từng muốn cùng cậu san sẻ nỗi đau và cảm ơn haruka đã giúp cậu ghi nhớ điều đó saito cho biết y tá đã hỏi cậu về vấn đề hiến tặng nội tạng của chú nhưng cậu không thấy hồn của chú nên đã từ chối đột nhiên hồn ma lúc trước đến nhìn trụ trì một lúc rồi bỏ đi cả hai đuổi theo thì gặp được cô bé mà trụ trì đã động viên lần trước y tá cho biết cô bé này chỉ còn nửa năm vì không có ai hiến tặng nội tạng để thay cả hai xuống dưới nhà xe thì saito sững lại vì chiếc xe này cậu sau đó quay đi còn trong lúc đó nanas đã vượt ngục và tấn công hết người trên xe cứu thương haruka đã về tìm chú thanh tra và cho biết saito nói cậu ta đã tìm ra thủ phạm nhưng chỉ im im rồi bỏ đi cô khá lo vì trong saito chỉ có toàn hận thù chú thấy saito đã giống với cậu từ mấy năm trước chú kể lại rằng hồi chú mới cứu cậu khỏi mẹ thì saito đã biến mất trong vài năm đến khi chú gặp lại thì không hề nhận ra đến khi chú thấy con mắt đỏ của cậu thì mới ngỡ ra cậu là thằng nhóc hồi trước Cậu ta nhìn chú với ánh mắt đáng sợ và hỏi lý do chú cứu cậu ta. Chú cứu người chẳng có gì sai nên đấm sai tô một cái cho cậu tỉnh ngộ và rồi mối quan hệ giữa cả hai tiến triển từ đó. Chú hy vọng Haruka có thể giúp Saito đừng quay lại con đường trước đây. Đột nhiên Isi chạy vào báo tin Nanas đã trốn. Trong lúc đó, Makoto đến viện thì gặp được Nao và vợ chú Thanh Cha. Cô cũng gặp Saito ở đây nên gọi cho chú Thanh Cha đến. Cậu lúc này đã đi gặp viện trưởng vì cậu biết chính ông ta là người đã cố ý mưu sát chú cậu và khiến chú bị chết não. Cậu đã giải thích động cơ là vì cô bé mà cậu đã thấy, cô bé đó chính là con gái của viện trưởng và ông ta đã khiến cô bé lo sợ và xảy ra tình trạng thoát xác. Ông ta đã cố kiếm nội tạng phù hợp để hiến cho con gái và chú cậu là người phù hợp nên trong đêm đó, chính ông ta là người đã đâm chú cậu và rồi chạy về bệnh viện trên đúng con xe mà cậu đã để ý hôm qua lý do là vì trên xe có một vết xước trên kính và vào hôm đó chính cậu là người đã va quẹt và tạo nên vết xước này trên đường ông ta muốn bằng chứng buộc tội thế nhưng chính lời ông ta vừa nói đã là bằng chứng vì vụ việc lần này ngoài nhóm cậu và cảnh sát thì ai biết đến đều có thể là nghi phạm vì như makoto đã nói thì vụ này không được công bố trước truyền thông ông viện trưởng bỏ chạy và bị hội của saito bao vây nên đã trốn lên tầng thượng nhưng cậu đã ở đây vì nơi này có sân cho trực thăng trời mưa nên trực thăng sẽ không thể bay nên ông ta hết đường rồi Ông ta chạy đến tấn công Saito vì ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để cứu con gái. Cậu cho rằng hại người để cứu lấy con mình chỉ là một cách bao biện cho tội ác, nhưng cha cậu đã xuất hiện từ phía sau và cho rằng bản chất con người là như vậy, và lại cha mẹ nào lại không sẵn sàng bất chấp để cứu con cái. Saito biết rõ chính ông ta là người xúi dục viện trưởng làm chuyện này. Ông ta cảm nhận thấy hận thù trong ánh mắt của Saito. Đúng lúc này thì hội của chú thanh tra tìm đến nhưng họ không muốn can thiệp saito đã che một bên mắt lại và nhận ra ông già nhà mình đúng là một hồn ma ông ta được tạo nên từ tuyệt vọng và hận thù nên sẽ không dễ gì mà biến mất đột nhiên nana xuất hiện từ phía sau với khẩu súng và nã đạn người bị bắn chính là chú thanh tra ông bố sau đó đã nhập hồn hòng chiếm lấy thể xác của saito ông ta cố bẻ gãy tinh thần nhưng cậu vẫn cố gắng kháng cự lại thế nhưng nếu hai linh hồn đều bị cùng một cảm xúc chi phối thì ông ta sẽ hoàn toàn hợp nhất được với cơ thể của saito đó là lý do mà chúng luôn cố khiến Saito chìm trong hận thù. Cậu đột nhiên gục xuống và mỉm cười đứng dậy. Nanas định xử lý Haruka thì Saito bảo cô ta dừng tay. Cậu giả vờ như là đã bị chiếm hữu để lừa cô ta và cướp đi được khẩu súng. Cậu do đã hiểu mục đích của chúng nên hoàn toàn chống trả lại được. Nanas lấy con dao mổ của bác sĩ để tấn công thì bị chú thanh tra lao đến ủi và IC thì chĩa sẵn súng. Còn về một bên mắt đỏ thì đơn giản là do cậu đeo chiếc len màu của chú cậu vào. Nanas tức giận cầm dao tiến đến Haruka. Saito quyết đứng ra bảo vệ cô nhưng Nanas đột nhiên bỏ dao xuống vì cô ta không biết sao Saito lại giống cha cậu đến vậy. Nhưng ông ta lúc này cũng xuất hiện lại từ phía sau. Ông ta tự hỏi sao Saito lại không bị bóng tối nuốt lấy. Nhưng cậu chỉ đến chỗ viện trưởng và đồng ý hiến tặng nội tạng cho con ông ta vì cậu không muốn tiếp tục tạo ra thêm hận thù. Nhưng cậu muốn ông ta phải đầu thú ngay khi phẫu thuật xong. Nao cũng chấp nhận tha thứ khiến cha Saito càng thêm cay cú cậu cho rằng ông ta sẽ không bao giờ khiến cậu bị hận thù chi phối và ông sẽ không bao giờ thẳng được cậu do ông ta là hồn ma và sẽ không bao giờ biến mất trừ khi hoàn thành được mục đích nên cả hai sẽ còn gặp lại nanas không muốn bị bỏ lại nhưng saito khuyên cô ta nên buông bỏ nhưng cô ta vẫn cứng đầu nên đã bỏ trốn isi cùng cảnh sát đuổi theo thì cô ta đã lao xe xuống sông để có thể đoàn tụ với cha của saito chú thanh tra sau đó cũng đã được chữa trị và chi cần thời gian hồi phục Saito thì cho rằng việc hiến tạng cũng có thể là di nguyện cuối của chú cậu. Một thời gian sau họ đã tổ chức lễ tang cho chú, lúc mọi người ở trong kìa bày biện lại thì EC đã cho cả nhóm biết Nanas vẫn chưa tìm được xác nên hẳn là vẫn còn sống. Còn cha của Saito thì không lần nào trực tiếp nhúng tay vào gây án nên chẳng thể kết tội được. Tiến sĩ thấy ông ta giống như đại diện cho mặt tối của con người khi chỉ đi tìm những ai có ý chí dễ bị lung lay và xúi dục họ gây án. Hòm của chú sau đó đã được đưa đi viện trưởng cũng đến cảm ơn một câu rồi mới cùng cảnh sát về đồn. Chú Thanh Cha sau đó đã quyết định nhận nuôi Nao và chính thức thành người một nhà với Saito. Chú thấy cũng ổn vì cả hai từ lâu cũng đã như người một nhà. Tối đó lúc đang ăn cùng cả nhà thì Saito đột nhiên rời đi, Haruka đã đi theo thì thấy cậu đã đến sảnh và nói chuyện với chú. Linh hồn chú đã vui vẻ nói nốt rồi yên nghỉ ra đi. Lần đầu tiên ta thấy Saito bật khóc vì cả vui buồn xen lẫn. Sau mọi chuyện, ai nấy trở lại cuộc sống thường và vui vẻ bên những người thân cạnh mình